Xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì trời nó mưa, cho nên là mình cũng có một chút thời gian để mình ngồi mình chia sẻ với tất cả anh em về bản thân mình, về công việc của mình hiện tại và về số đồ chơi xe máy chứng minh của mình. Thì cũng xin giới thiệu với toàn thể các bạn, những anh em đã theo dõi mình cũng như là những bạn nào ngày hôm nay là ngày đầu tiên các bạn xem cái kênh này của mình, thì mình cũng chia sẻ luôn, mình là Quy. Biệt danh của mình là Quy Black bởi vì mình thích màu đen. Và đợt vừa rồi mình có đổi tên kênh của mình là Shop Đồ Chơi Xe Máy Chứng Mỹ sang là Quy Black Vlog. Và cái lý do mình đổi tên kênh ấy, nghĩa là ngoài cái việc mà đăng những cái video cho anh em xem về đồ chơi xe máy, hướng dẫn anh em cách lắp đặt đồ chơi xe máy hay là bán những cái sản phẩm trên kênh YouTube, thì mình cũng muốn là ngoài những cái chủ đề đấy ra thì mình cũng muốn đăng một số những cái cuộc sống, những cái hình ảnh đời thường của cá nhân mình lên, chia sẻ lên cho tất cả anh em để anh em hiểu rõ hơn về bản thân mình, cũng như là mình muốn chia sẻ lên để không phải là để câu like, câu view hay không vì một cái lý do gì cả, mà mục đích duy nhất của mình chỉ là lưu giữ những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm khi mình còn trẻ vậy thôi. Cho nên là cái lý do mình đổi tên kênh là như thế. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ với tất cả với các bạn về bản thân mình, mình là Quy, mình sinh ra và lớn lên ở Chương Mỹ, Hà Nội. Và hiện tại bây giờ mình đang là chủ shop đồ chơi xe máy Chương Mỹ. Mình sinh năm 1990, năm nay mình 30 tuổi rồi, 29 rồi, cả tuổi mụ là 30 tuổi đầu, đại loại thế. Và mình thực sự thì mình đam mê về xe máy, mình yêu xe máy và mình thích nhất là dòng Wave Zim. Và đấy là lý do tại sao mà shop của mình chỉ kinh doanh mặt hàng duy nhất là Wave và Zim, chứ không kinh doanh những mặt hàng khác. Ví dụ những mặt hàng khác có nhưng chỉ gọi là có thôi, chứ thực ra là mình không chuyên. Đấy là lý do tại sao mà cửa hàng của mình có rất là nhiều anh em hỏi có đồ Sirius, có đồ cúp không, hay là lọ thế chai. Thế thực sự là shop mình không có những cái sản phẩm đấy, hoặc có nhưng rất ít, nó chỉ là gọi là có thôi anh em nhé. Để cho nên là ngày hôm nay mình đăng clip này lên để chia sẻ với tất cả anh em, để anh em có thể hiểu rằng là shop mình đang kinh doanh cái mặt hàng gì là mặt hàng chủ yếu. Đấy. Thì chia sẻ tiếp với tất cả anh em một cái vấn đề nữa là vấn đề mua hàng. Vấn đề mua hàng này là cái vấn đề mà rất là nhiều anh em quan tâm. Thứ nhất là anh em hỏi là anh ơi, mua hàng của bên anh như thế nào, đổi trả hàng ra sao, bala rất là nhiều thứ. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái quy trình bán hàng online của bên mình như nào. Thì đầu tiên khi mà các bạn xem qua kênh của mình, hoặc các bạn biết mình, hoặc biết những cái sản phẩm của mình qua một số những kênh truyền thông như là Facebook, Zalo hoặc là kênh YouTube, các bạn muốn mua hàng của mình thì các bạn chỉ cần để lại số điện thoại này, địa chỉ của các bạn, thì sẽ có nhân viên của bên mình gọi điện cho các bạn và tư vấn các bạn, hỗ trợ các bạn việc đặt hàng. Cái thứ hai là các bạn có thể trực tiếp inbox cho mình về cái số Zalo 0968 5656 23, đấy là số chính của mình nhá. Đấy là khi mà các bạn điện vào đấy là các bạn, một là các bạn sẽ gặp mình, hai là các bạn sẽ gặp vợ mình. Đấy. Và cái quy trình làm việc của mình ấy, ví dụ như bây giờ bạn mua một cái sản phẩm, ví dụ bạn mua một cái bóng đèn, thì trước khi mà bên mình gửi cho bạn cái bóng đèn đấy thì bên mình sẽ test thử cái sản phẩm đấy. Đấy, sau đó bên mình gửi cái hình ảnh, gửi hình ảnh và cái video nếu như bạn cần qua cho bạn xem trước là hình ảnh như thế nào, video như thế nào. Thông thường ví dụ như các bạn mua đèn thì các bạn đã biết được là ở cái đèn này như thế nào rồi, bởi vì shop mình đã quay video đăng lên kênh. Đấy, làm những clip ngắn đưa lên kênh là các bạn biết được là cái sản phẩm đấy nó như thế nào, các bạn có thể mường tượng được ra trong đầu rồi. Đấy, và cái sản phẩm mà trước cái lúc mà các bạn nhận được hàng bên mình sẽ báo cho bạn là cái sản phẩm của bạn là như thế, chụp ảnh sản phẩm gửi cho bạn. Đấy, và cái việc thanh toán ấy là khi các bạn nhận hàng, tại nhà, các bạn kiểm tra hàng và hàng đúng như những sản phẩm mà bên mình đã chụp ảnh gửi cho các bạn thì các bạn mới phải trả tiền, nhận hàng và mới phải trả tiền các bạn nhé. Còn nếu như các bạn nhận hàng mà các bạn kiểm tra hàng mà các bạn thấy hàng không đúng như sản phẩm hoặc là hình ảnh bên mình gửi cho bạn thì các bạn có quyền được giả hàng và không, hoàn toàn không mất 1.000 tiền ship nào. Đấy là mình chia sẻ với tất cả các bạn như thế. Và một điều nữa mà mình muốn chia sẻ là với những bạn đặt mua hàng ấy thì thực ra thì mình rất là cảm ơn những bạn nào đã mua hàng, tin tưởng shop mình, mua hàng giúp mình. Đấy, và cái điều đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng còn một số những bạn mà đặt hàng mà bom hàng ấy, thực ra mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn như này này. Nó có rất là nhiều lý do xảy ra, nhưng trong đầu mình đang mường tượng ra một vài lý do. Cái lý do đầu tiên là do các bạn còn ít tuổi, các bạn đang là học sinh, sinh viên, các bạn còn là ít tuổi, hay thậm chí là các em còn ít tuổi, cho nên là nhiều khi các em đặt hàng xong các em đặt ngẫu hứng thôi, xong các em khi ship về thì các em lại bom hàng của anh. Thực ra để mà nói thì cái việc mà khi mà các em bom hàng như thế, thứ nhất là sẽ khiến cái doanh thu của shop của anh là bị tụt giảm. Thứ hai nữa là làm như thế nó không hay. Bởi vì là thứ nhất là anh cũng không gây thù oán gì với tất cả các em, hay là với tất cả các bạn, là mình không gây thù oán gì cả. Mình chỉ là một người bán hàng online và bán hàng trực tiếp tại shop của mình. Và mình không có một cái điều gì mong rằng là làm hài lòng tất cả các bạn khi các bạn mua hàng online của mình và các bạn đến shop mình lắp đặt đồ chơi hay là giám dụng các thứ. Mình rất là cảm ơn điều đấy. Và ví dụ như nếu là như các bạn biết là một người làm nghề, là một người làm nghề thì nó giống như là làm dâu trong họ, không thể nào mà làm hài lòng tất được tất cả các bạn. Ví dụ như một cây bô mình gửi cho các bạn thì trong cái lúc vận chuyển thì nó phải xước sát, nó phải va chạm. Bởi vì là thứ nhất là khi mà mình gửi cho các bạn, gửi bô cho các bạn, nó là một sản phẩm nguyên lành và chưa xước sát gì. Nhưng mà khi đến tay các bạn rồi thì qua cái khâu vận chuyển trung gian, khâu vận chuyển thì các bạn ấy không ý thức được cái việc là sẽ bảo vệ được cái sản phẩm cho khách hàng. Chính vì thế cho nên là các bạn vứt quăng, vứt quật, vứt coi như là không thương tiếc. Bởi vì đấy là không phải là sản phẩm của các bạn ấy, cho nên là các bạn không thương tiếc, dẫn đến cái việc là bô nó xước, hoặc là hàng nó sẽ méo, hoặc hàng nó sẽ bị vỡ. Ví dụ như cái sản phẩm mà dễ vỡ nó sẽ bị vỡ. Thế là chính vì điều đấy khi mà nhận đến tay các bạn rồi, các bạn là anh ơi sao cái sản phẩm này của em bị vỡ, cái hàng này của em bị xước nhiều quá, bla bla. Thì thực sự với các bạn là đây là mình chia sẻ với các bạn là đấy, thực sự là trước cái lúc mà mình gửi cho các bạn hàng đi thì mình sẽ phải bảo nhân viên là à em ơi đơn này hay là bất cứ một đơn nào khác, các em đều phải chụp ảnh cái sản phẩm và gửi đi cho các bạn ý, để cho khách hàng người ta nhận thấy là cái sản phẩm khi người ta nhận được nó sẽ đúng như hình ảnh mà mình gửi đi. Đấy, thì đấy là một cái chia sẻ với các bạn là như vậy. Bởi vì là thực sự là mình nói thật với các bạn này, về cái làm nghề và kinh doanh ấy thì mình nói thật là mình luôn luôn muốn tìm kiếm những cái sản phẩm tốt nhất, giá rẻ nhất thị trường để đưa đến tay các bạn. Và đặc biệt rằng là khi mà các bạn nhận được hàng mà hàng có lỗi như nào thì các bạn có thể gửi hàng giả lại shop, hoặc là những cái sản phẩm mà bên mình gửi lỗi hoặc gửi sai cho các bạn có thể gửi đi, mình gửi lại cho các bạn và các bạn không mất một đồng ship nào cả. Bởi vì là cái lỗi đấy là lỗi của do shop bên mình. Đấy là mình ví dụ là như thế. Hoặc là các bạn muốn đổi trả hàng, ví dụ như các bạn không ưng cái sản phẩm này vì là các bạn đang thích màu đỏ, ship màu đỏ rồi nhưng mà các bạn lại thích cái màu khác chẳng hạn, thì các bạn có thể là đổi trả hàng với mình, nhưng mà các bạn để giữ nguyên cái sản phẩm đấy 100% giúp mình, và cái phí ship các bạn gửi về shop là các bạn chịu cả đầu đi lẫn đầu về. Đấy là như thế. Thì ngày hôm nay thì mưa gió mình làm cái clip này để chia sẻ với tất cả anh em thôi. Và mình nghĩ rằng là khi mà xem đến đây ấy, thì chắc chắn là sẽ có rất ít bạn xem đến đoạn này. Mình nghĩ là sẽ có rất ít bạn xem đến đoạn này của mình. Nhưng mà mình biết rằng là sẽ có bạn xem đến được đoạn này, và mình mong rằng là nếu như bạn nào mà xem được đến đoạn này rồi ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ xem hết được video. Và nếu như bạn nào mà xem đến được cái phút thứ 8 rồi đi, các bạn vui lòng cho mình một chấm nhé. Các bạn cho mình một chấm để mình biết rằng là có những bạn nào đang quan tâm mình, đang xem, theo dõi mình các bạn nhá. Và mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều khi mà các bạn cho mình một chấm. Đấy, cho mình một chấm. Cảm ơn tất cả các bạn. Và buổi tối hôm nay thì mình chỉ chia sẻ qua với anh em một chút như thế. Thì shop của mình hiện tại bây giờ mình đang bán chuyên đồ Wave gym, tem tủng các kiểu. Đấy, tem 3 lớp, tem candy, tem 1 lớp, tem bóng, tem 7 màu, đồ chơi xe máy Wave gym mình bán tất. Lính những cái mặt hàng đấy là mình bán tất, đèn zin pad, đèn trợ sáng, rồi thì vỏ, rồi thì nhựa các kiểu trên đời về Wave gym mình đều làm hết các bạn nhá. Thì thôi chắc là video nó cũng dài rồi thì mình có lẽ là kết thúc video tại đây. Và những bạn nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm của shop hoặc quan tâm đến yêu quý mình thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một sub và nhấn cái chuông để nhận thông báo mới nhất về video của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhé. Xin chào và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên những người thân của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.